Như thế này nè cả nhà.
Hôm nay ra vườn, mình hái được nhóm cải Mỹ, nhóm cải ngọt và nhổ đi những cái cây rau sam để nấu canh chung luôn. Chừng này là được một nồi canh đó cả nhà. Ok, bây giờ mình vô mình chuẩn bị nướng cá thôi. Đuối nướng xả ớt. Lần đầu tiên làm món này thử như thế nào, có ngon không đây? Tại vì ăn kho nó canh chua này nọ rồi. Rồi, bây giờ làm thử món này nha. Cá mình ướp bằng sả mầm, muối và ớt. Này cả nhà ơi, còn nóng hổi à. Ngon, mềm. Rất là ngon. Ăn không cũng được. Ngon quá. Wow. Hoa lúc Mother Day chủ nhật tuần trước, tuần này đã là một tuần rồi mà không có tàn, còn nở đẹp ha, so cute, dễ thương quá. Những cái hoa lan cũng nở, có những cái tàn và có những cái hé nụ. Đây màu vàng, màu tím, cái đó là tím tím hồng hồng. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, theo dõi kênh Kiên Nguyên Cuộc Sống Nam Mỹ. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye.